Đây là cái áo dài vẽ hoa mộc lan giống như trong cái hình mẫu. Nói chung là anh chị em học thì để kiếm tiền, vẽ để kiếm tiền, cho nên là theo cái nhu cầu của khách hàng. Chẳng hạn bây giờ khách hàng họ kêu là vẽ cái mẫu này đó, họ thích cái mẫu này thì mình cũng phải vẽ để đáp ứng cho khách hàng đó. Nó là bắt buộc rồi, khách hàng là thượng đế. Trừ khi là các bạn vẽ áo cho mình thì mình có thể vẽ theo ý thích của mình ha, mình tự thiết kế mình vẽ theo ý của mình. Còn đây là cái áo của khách đấy, khách hàng may xong rồi họ yêu cầu mình vẽ thì mình chỉ vẽ lấy tiền thôi, giao hàng lấy tiền. Thì cái áo này là vẽ trong vòng khoảng một buổi thôi, một buổi là khoảng trong vòng khoảng 3 tiếng tới 4 tiếng là xong, là có mặt sau luôn nha. Ý là có cái cổ áo, cái hoa nó có lan ở phía sau một tí, thì khi mặc trên cái mannequin á thì mình sẽ thấy rõ ha. Tại cái này mình trải lên bà thì không thấy phía sau được. Có nghĩa là cái áo này hoàn thành trong vòng một buổi 4 tiếng thôi. Thì cái tiền công vẽ áo này không là cũng được 600 ngàn. Đây là mình nói rõ ràng nha. Thì mình học vẽ để kiếm tiền. Chịu khó ngồi vẽ một buổi thì có 600 ngàn rồi ha. Đó là giá cũng bình thường thôi chứ không phải là mắc gì đâu. Tại cái hoa này cũng đơn giản. Còn nếu mình vẽ những cái áo mà cầu kỳ hơn nữa, hay là nhiều hoa hơn nữa, hay là những cái loại hoa mà nó rắc rối hơn, nó chi tiết nhiều quá, như là hoa mẫu đơn, cúc bị đó đó, nó nóng quá. Thì những cái hoa nó cầu kỳ hơn thì nó sẽ mắc tiền hơn. Hoặc là những hình vẽ chim công, chim công, chim hạc gì đó, nó có phối hợp với hoa sen, hoa đồ vô đó thì nó sẽ mắc hơn ha. Áo này mới đơn giản thôi, vẽ vào một buổi thì cũng là ok rồi, cũng rất là nhanh.